Thưa quý vị và các bạn, văn phòng công tố liên bang Argentina đã cáo buộc cựu tổng thống Alberto Fernandez về tội gây thương tích từ nhẹ cho đến nghiêm trọng và đe dọa cưỡng ép bạn gái cũ của ông, đó là Fabiola Zanetti. Trước tòa, ông Fernandez đã phủ nhận cáo buộc trên. Vâng, thưa quý vị, ông Fernandez 65 tuổi và Janes 43 tuổi chưa từng kết hôn nhưng đã ở bên nhau hơn một thập kỷ và có một người con trước khi chia tay gần đây. Janes là nhà báo và diễn viên. Cô sử dụng danh hiệu đệ nhất phu nhân trong thời gian ông Fernandez cầm quyền từ năm 2019 đến năm 2023, dù bị các nhà hoạt động chỉ trích. Văn phòng công tố đưa ra cáo buộc sau khi các nhà điều tra phát hiện loạt hình ảnh cho thấy gương mặt, các vùng cơ thể bị bầm tím của Janes trong điện thoại của cựu thư ký của ông Fernandez. Các nhà điều tra đã kiểm tra chiếc điện thoại này trong quá trình điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào cựu tổng thống. Theo các công tố viên, ông Fernandez đã đánh Janes nhiều lần, lạm dụng tâm lý bà trong thời gian chung sống tại dinh tổng thống. Ngoài các hành vi bạo lực như đấm, tát, giới điều tra còn cáo buộc ông Fernandez đá vào bụng bạn gái hồi tháng 8 năm 2021, dù biết bà có thể đang mang bầu. Khi truyền thông lan truyền loạt hình ảnh này, bà Janes đã đệ đơn tố cáo lên tòa án. Phía văn phòng công tố cũng yêu cầu lấy lời khai từ cựu bác sĩ, cựu thư ký và các nhân viên khác của cựu tổng thống, đồng thời cấm ông rời Argentina và liên lạc với bà Janes.